Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác một mẫu xe carbon cao cấp của dòng Chopit, Chopit Pagi. Đấy, được trang bị full bộ chuyển động, full group Shimano Ultega. Nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu, nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe được lên bằng carbon. Một mẫu xe mà rất là đẹp. Mẫu xe được sử dụng rất nhiều ở trong những cái giải đua nghiệp dư trong ở nước ngoài. Chopit Pagi tông màu đỏ đen rất là thể thao. Nước sơn này cũng rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này nó phải còn cái độ mới ở trên 90%. Công nghệ carbon, siêu bền. Chạy full một bộ chuyển động Shimano Ultega. Đó là cao cấp rồi. Vành. Chiếc xe được trang bị bộ vành cao bản carbon để tạo cho chiếc xe cái độ chất rất là nhiều. Phần ghi đông thì cũng được trang bị đôi tay lắc của Ultega. Bây giờ mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe có size khá là vừa cho các bác, từ khoảng 1m60 đến 1m70-75 thì là phù hợp. Bộ lít là 11 tầng và 2 tầng đĩa. Chỗ chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Chiếc xe này đã bán bên em với mức giá là 29.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.